Hoàng Bách xin chào các bạn đang đến với căn phòng làm việc của Hoàng Bách. Và hôm nay Bách sẽ gửi đến các bạn một live session mang tên là Hát trong mùa đông. Các bài hát trong live session này ít nhiều đã được các bạn biết đến và yêu thích, nhưng hôm nay nó sẽ được thể hiện theo một phong cách mới. Và người sẽ đồng hành cùng Hoàng Bách là pianist Trường Giang. Nhiều người cứ bảo là Bách có biết buồn hay không? Chính vì thế hôm nay Bách sẽ gửi đến các bạn những cái tâm sự, có lẽ là nếu không sâu chuỗi lại nó thành một cái series thì sẽ là một cái thiếu sót cho những người yêu mùa đông, cho những người đang cô đơn trong mùa đông, và cả cho những người đang yêu nhau trong mùa đông nữa.